Hello nha em, công Pro Audio hôm nay lại về được rất là nhiều Omni PA 203 Omni hàng Trung Quốc các bác nhá, về rất là nhiều. Đây có khoảng 50 chiếc các bác nhá. Được trang bị 8 sò Toshiba cực kỳ khỏe. Có thể kéo được một đôi loa full bass 30 hoặc là hai đôi bass 25 rất là ok. Công suất là 600W các bác nhá. 600W một chiếc Ampli Jaguar 203 hàng Trung Quốc, hàng rất là xịn sò. Vâng, giá em đang bán là 1.400.000 đồng. Và trong clip ngày hôm nay em giảm còn 1.200.000 đồng cho các bác. Rất là ok. Ampli Jaguar 203. Cái nút này nó là cái nút như là có chức năng nâng tiếng các bác nhá. Các bác ấn vào thì là nó sẽ rất là hay. Nút này là chuyển kênh, chuyển chế độ. Rất là dễ chỉnh cho các bác, cứ cho về góc 12 giờ hết chưa. Còn không quan trọng, các bác cứ cho về 12 giờ. Bát trung chép, bát trung chép các bác nhé. Đấy. Rất là ok, rất là dễ chỉnh thôi. Nghe nhạc hát karaoke rất là hay. Và chiếc mic. Nhân dịp đây thì em cũng giới thiệu luôn một chiếc mic trị giá 300.000 các bác nhé. Đây, mic PX Solid 1005 300.000 đồng các bác nhé. Đây là tay mic đây. Mic này thì thuộc tầm trung nên là hát tương đối các bác nhé. Không không quá xuất sắc nhưng mà cũng chúng ta hát hò bình thường ok rồi. Rất là rẻ rồi. Rất là ok các bác ạ. Đấy, 8 sò kéo được một đôi bát 30 và hai đôi bát 25. Thoải mái các bác nhá, côn 76 từ 170 vẫn kéo được. Đấy. Bảo hành cho các bác 1 năm. Và các bác đừng quên ấn like và chia sẻ cho em nhá. Rất là nhiều các bác có thể liên hệ đặt hàng cho bên em. Rất là nhiều. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip lần sau. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh giúp em. Bây giờ để sau nó móc.